Tử vi 12 chòm sao ngày hôm nay. Bạch Dương, 21/3 đến 20/4. Bạch Dương hôm nay ngại ngùng, không dám đối mặt với khó khăn đang diễn ra. Bạn thiếu sự tập trung vì có người níu bạn lại, bạn ghét những ai hay nói nhiều nhưng không làm được. Bạch Dương không nên phớt lờ tín hiệu không tốt trong mối quan hệ giữa hai người. Nếu bạn đang cảm thấy có điều gì đó không lành mạnh về mối quan hệ của mình, rất có thể bạn đã cảm thấy đúng. Đây cũng là thời gian để Bạch Dương lên lịch các cuộc hẹn và kiểm tra sức khỏe, dù có hơi tốn kém một chút nhưng là việc nên làm. Kim Ngưu, 20/4 đến 20/5, hôm nay, Kim Ngưu có vận may tốt. Bạn có thời gian để học hỏi những điều mới và đây là cơ hội hiếm có nên bạn hãy cẩn thận đừng lãng phí nó. Tâm trạng không ổn định cũng sẽ làm suy giảm năng suất làm việc. Kim Ngưu hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và hạn chế tranh cãi với đồng nghiệp. Nếu bạn chưa chắc chắn về các quyết định thì hãy tiếp tục tích lũy vốn và chờ đợi đến khi bản thân có đủ tự tin. Vận trình tình duyên phát triển, cung hoàng đạo này và nửa kia cảm thấy khá thoải mái khi ở cạnh nhau. Sức khỏe không tệ nhưng Kim Ngưu không được chủ quan mà hãy thường xuyên vận động. Song Tử, 21/5 đến 21/6, mặt trăng đối góc với tiểu hành tinh Chiron nên Song Tử hay bị người khác khơi lại những chuyện cũ. Hôm nay bạn sẽ ở trong không gian sáng tạo, đó là lý do tại sao bạn thích thảo luận về nghệ thuật, âm nhạc và những ý tưởng mới về nhiều chủ đề mới mẻ trong công việc. Nếu ai đó nói những điều không mấy hay ho về bản thân thì cứ mặc kệ người ta, nghiệp ai người đó tự gánh. Bạn là chiếc lá, việc của chiếc lá là xanh, càng để ý lời bàn tán bạn càng mệt mỏi. Chòm sao này gặp vấn đề về tâm lý do suy nghĩ quá nhiều và ăn nói mất kiểm soát. Cự Giải, 22/6 đến 22/7. Tử vi 12 chòm sao ngày hôm nay. Cự Giải khó đưa ra được các quyết định dứt khoát trong ngày hôm nay. Cảm xúc và tư duy của chòm sao này đang không ăn khớp với nhau, do đó bạn không thể tự mình quyết định được vấn đề gì. Nửa kia và bạn sẽ xảy ra những xích mích trong hôm nay. Việc đôi bên tra hỏi nhau xem lỗi lầm thuộc về ai là điều không quan trọng. Quan trọng là cả hai cần phải tìm cách để có thể khắc phục mâu thuẫn mới là điều cần thiết nhất lúc này. Tài chính không được lý tưởng, có lẽ là thời điểm vừa qua, chòm sao này đã chi tiêu một cách hơi phóng tay quá rồi đấy nhé. Và do đó giờ là lúc bạn cần tiết kiệm lại. Sư tử không giỏi kiểm soát cảm xúc, bạn dễ nóng giận, cáu kỉnh vì chuyện nhỏ nhặt. Công việc của bạn trong ngày hôm nay không được thuận lợi lắm. Mặc dù đã đến thời hạn nhưng bạn vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Có chuyện gì cũng không chịu chia sẻ với đối phương, lúc nào cũng tỏ thái độ nóng nảy, bực dọc. Mối quan hệ giữa hai bạn sẽ không còn gắn kết nữa nếu thiếu đi màu sắc lãng mạn cùng những buổi hẹn hò. Tài lộc hanh thông phơi phới, tiền bạc thu về đầy túi nên sư tử có thể thoải mái chi tiêu mà không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Sư nữ, xem tử vi ngày hôm nay chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 dễ dàng nhận thấy rằng sư nữ có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng cung hoàng đạo này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng sư nữ đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kẻ cũng không ai tin. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là sư nữ sẽ. Tử vi 12 chòm sao ngày hôm nay. Sư nữ, tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của sư nữ chưa được như ý. Người độc thân dễ rơi vào tình trạng, ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động. Sư nữ đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia. Thiên bình, công việc của thiên bình hôm nay không được thuận, một phần do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau. Bò cạp có nhu cầu được nghỉ ngơi thoải mái dù hôm nay là ngày giữa tuần. Thay vì cố gắng đối đầu thì nên có tinh thần học hỏi và luôn mong muốn phát triển bản thân mới mong được đánh giá cao nơi công sở. Trong tình yêu, cạp luôn yêu rất sâu sắc, nhưng hôm nay ai làm bạn thất vọng thì bạn sẽ chia tay. Tài chính của bò cạp có dấu hiệu rất khả quan. Bạn chi tiêu tiết kiệm trong ngày hôm nay và dường như bạn cũng không có bất cứ ý thích gì cả. Nhưng cũng đừng keo kiệt quá nhé, ăn uống vẫn cứ phải tử tế, đầy đủ. Nhân mã trở nên thân thiện và cởi mở hơn với mọi người. Chòm sao này mong muốn mọi chuyện được xử lý một cách nhẹ nhàng, nếu có xích mích xảy ra, nhân mã cũng muốn giải quyết trong sự hòa bình. Hôm nay, bạn sẽ có. Tử vi 12 chòm sao ngày hôm nay. Tài chính không có nhiều biến động. Chòm sao này sẽ biết cách phân bổ chi tiêu hợp lý để có thể tránh rơi vào tình trạng đầu tháng dư giả mà cuối tháng thì lại eo hẹp. Market, 22/12 đến 20/1. Market cảm thấy vô cùng tự tin. Những quyết định của họ lúc này quyết đoán hơn bao giờ hết. Bạn làm gì cũng tận tâm nên ai cũng quý mến. Tuy nhiên, cũng nên cẩn thận một chút vì có người đang ngầm cạnh tranh bạn, đặc biệt là những bạn làm kinh doanh. Các mối quan hệ hơi bế tắc và gặp khó khăn. Hình như market và ai đó đang giận dỗi nhau, không ai muốn nhún nhường để làm lành. Bạn có thể trở nên kiêu ngạo và ương bướng,
chẳng muốn nghe theo bất kỳ ai. Market máu chiếu trong công cuộc kiếm tiền, nhìn bề ngoài bạn có vẻ lầm lì nhưng thực chất rất ham hố kiếm tiền. Chỉ cần có tiền thì vất vả mấy cũng làm được, điều này khiến mọi người phải nể bạn. Bảo bình, 20 phần 1 đến 18 phần 2, bảo bình hôm nay cần xem lại cách làm việc. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung. Nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn. Trong tình cảm, có vẻ bảo bình không được may mắn. Hai người không tin tưởng lẫn nhau, vì thế hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai. Sức khỏe ổn định, bảo bình đang có thân hình đáng mơ ước đó nên nhất định phải tiếp tục chăm sóc cơ thể nhé. Song ngư, 19 phần 2 đến 20 phần 3, theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của song ngư bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Cung hoàng đạo này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.